Và trận đấu sẽ bắt đầu. Số 7 vào lỗ giữa bàn hơi hẹp nhưng mà cũng được, còn lại thì đánh vào lỗ góc phía xa bên tay phải. Rồi, vậy là với cái nhìn thì rất hẹp nhưng mà và 1-0 cho Nguyễn Anh Tuấn sau cú phá bi bị đó là cú phá bi tốt của Nguyễn Anh Tuấn. Cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn là cầu thủ đánh tay phải. Sẽ lăn về một trong hai băng. Ô, như vậy là một tình huống xử lý rất hay và kinh nghiệm cực kỳ sáng tạo đến từ Nguyễn Anh Tuấn. Một tình huống A băng con bi số, giữ con bi số 4 ở đúng vị trí đó. Một pha xử lý đấy là một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp đấy. Cú đánh có thể nói là mãn nhãn của Nguyễn Anh Tuấn. Một chấm xanh điệu. 2-0 cho Tuấn Con. Cú phá của Nguyễn Anh Tuấn ở ván đấu thứ 3, tỷ số là 2-0. Vừa một cú phá rất tốt. Đấu tốt của Nguyễn Anh Tuấn, không quá vội vàng. Tình huống nào cần xem xét đường xá vì nó quá khó thì anh đều đi ra để đánh giá. Của Nguyễn Anh Tuấn thì số đang là 3-0. Ui, một tình huống không may cho Nguyễn Anh Tuấn rồi. Tiền nó khó chính xác. Nguyễn Anh Tuấn ở con bi số 8 trao lại cơ hội cho team Trúc, team Việt Nam dự một giải đấu ở bên Mỹ. Anh đã đáp chuyến bay sang Việt Nam, với Việt Nam tới Đà Nẵng lúc 7 giờ sáng và thi đấu vào lúc 10 giờ. Không bỏ lỡ Paris Open năm 2024. Hiểu các bạn ạ, tại vì ta bị số 7. Lại một tình huống va chạm vào con bi số 8 và con bi chủ. Không may cho anh Tuấn. Còn con bi số 7 va vào con bi số 8 và con bi số 8 va vào con bi trắng. Cầu thủ top đầu thế giới rất là sôi động. Các bạn sẽ có cơ hội để số 7 này thì có lẽ còn được ăn là lỗ góc. Gậy. Và đánh lắc lỗ con bi số 9. Và ngay lập tức thì Nguyễn Anh Tuấn cũng trả lại món quà. Cao gậy. Thẳng tắp rồi, sẽ phải trô hết lực và ngoéo.
là một cú đánh khó mà cầu thủ Khung Thành đã thực hiện với một lượt. Quá chính xác, ra cửa lỗ. Tỷ số sẽ là 5-2 cho Nguyễn Anh Tuấn. À thì chỉ có một trong hai người giành thắng lợi thôi. À rồi. Số 8 để có thể đánh bi số 8 vào lỗ góc phía dưới bên tay trái. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Tuấn vừa rồi thì cân đường bi số 8 đã gần như bi số 8 vào mom. Để trao lại cơ hội cho Khúc Trung Thành. Còn bi số 9 vừa rồi tí thì văng khỏi lỗ các bạn ạ. Cái cảm giác trên bàn thi đấu nó hoàn toàn khác hẳn đấy các bạn ạ. Ở những giải đấu lớn nó còn khác nữa. Vâng đấy, cầu thủ Khúc Trung Thành vừa rồi còn phá bị khoa khe của bi số 5 và bi số 6. Đá là họ là người không tôn trọng khán giả, khoảnh khắc kém. Còn đâu đừng nói đến cái việc là quay sổ số luôn ở con bi số 9. Phê bên tay phải. Không đủ lực. Không đủ lực. Không đủ lực. Tốt ra con bi số 7. Không thành công. Bia nó rất chi tiết. Tỷ số là 7-3 cho Nguyễn Anh Tuấn. Cử chỉ thân thiết, vui vẻ. Các bình luận viên đã có những cái trao đổi là xin chào bạn Mạnh Kim Nguyễn và Hoàng Vân Yến rất xinh và cute bạn nhé. Như vậy là cầu thủ Khung Thành đã bắt tay. Nguyễn Tuấn đã dứt điểm trận đấu với tỷ số là 8-3. Vâng, xin chúc mừng cầu thủ Nguyễn Tuấn đã tiếp tục hành trình của mình ở nhánh thua.